Lễ vượt qua thiêng liêng, trích bài giảng của một tác giả thời xưa về mầu nhiệm vượt qua. Lễ vượt qua chúng ta cử hành hiện nay là căn nguyên phát sinh ơn cứu độ cho mọi người, bắt đầu từ người thứ nhất là Adam, người vẫn được Thiên Chúa gìn giữ và làm cho sống mãi nơi mọi người. Các thực tại bất toàn và tạm bợ thời xưa chỉ là hình ảnh và nguyên mẫu tiên báo những điều vĩnh cửu. Các thực tài ấy trước kia đã được sáng chế ra để minh họa cho chân lý giờ đây đang rực sáng. Nhưng khi chân lý xuất hiện thì hình bóng phải lu mờ, cũng như khi vua ngự giá thì không ai bỏ vua còn đang sống đó mà đi lại ảnh vua. Bởi vậy, hiển nhiên là hình bóng thua xa chân lý, mà hình bóng xưa kia chỉ mừng sự sống vắn vỏi của các con đầu lòng Do Thái, còn chân lý ngày nay thì mừng sự sống vĩnh cửu của mọi người. Chẳng có gì là lớn lao khi thoát chết trong một thời gian vắn, rồi sau đó ít lâu lại phải chết. Nhưng thật lớn lao khi hoàn toàn thoát được cái chết. Đó là điều đã xảy ra cho chúng ta khi Đức Kitô, chiên vượt qua của chúng ta, đã chịu hiến tế. Nguyên tên của ngày lễ cũng đã cho thấy lễ này cao trọng dường nào nếu cứ theo đúng sự việc mà giải thích. Pascha có nghĩa là đi qua, bởi vì xưa khi thần tận diệt đi giết các con đầu lòng thì đã đi qua nhà người Hipri. Cuộc đi qua này của thần tận diệt đối với chúng ta thật là đúng nghĩa, vì khi người đi qua, chúng ta vẫn được an toàn, bởi chúng ta là những người đã được Chúa Kitô cho trỗi dậy để sống muôn đời. Lễ vượt qua và ngày cứu thoát các con đầu lòng đã được quy định làm ngày đầu năm. Nếu suy nghĩ cho đúng, việc ấy có nghĩa là gì? Thưa, đối với chúng ta, hy lễ vượt qua đích thực là khởi điểm đời sống vĩnh cửu. Quả thật, năm là biểu tượng của đời đời, vì năm luôn vận chuyển theo vòng tròn, không kết thúc ở đâu cả. Và người cha của thời tương lai là Đức Kitô đã hiến thân làm của lễ vì chúng ta. Người đã hủy bỏ đời sống cũ của chúng ta và nhờ phép rửa tái sinh đã cho chúng ta bắt đầu một đời sống mới, dập theo cái chết và sự sống lại của Người. Vì thế, bất cứ ai biết chiên vượt qua đã chịu hiến tế vì mình thì phải hiểu rằng từ lúc Đức Kitô chịu hiến tế cho mình là lúc mình bắt đầu sống, mà Đức Kitô chịu hiến tế vì người đó khi họ nhận ra ân sủng Chúa ban và hiểu rằng sự sống bắt nguồn từ hy lễ đó. Một khi biết được như vậy, họ phải cố gắng bắt đầu một đời sống mới và đừng trở về với đời sống cũ đã hết thời, vì theo Thánh Phaolô, chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi thì làm sao còn sống mãi trong tội được.